Tốc biến lên như nào? Như nào? Pop blood. Mày luôn đấy. Tốc biến à? Thôi lùi. Lùi. Tốc biến đây. Ok. Hai hàng rừng mỗi thằng ăn mạng. Mình không muốn đánh thằng Gnar có nộ anh em ơi, tại vì Gnar có nộ thì mình sẽ bị hóa thành cái dạng đỏ, mà mình muốn hóa thành dạng xanh cơ. Bây giờ là mình phải đánh những thằng mà có tay dài. Gnar tín đi anh em ơi. Sát thủ. Biến hình. Sao anh em ơi, hên là còn rất là thằng xấu quên trước khi nó kịp dùng bất cứ thứ gì cả. Mình đâu cần tốc biến đâu ta. Pantheon đâu ra đấy? Còn Pantheon là chết rồi. Nhưng mà nó cũng chết thôi. Và lần này là sát tao. Dẫn mặt quái mày. Tốc biến lên kìa. Cục cho anh nhái. Trúng chiêu cái nó khác ngay anh em ạ. Nãy trượt hết cả chiêu, không trúng một cái nào. Game này phải tập trung đánh anh em ạ. Game trước mình đã cầm con Garen dạng háng rồi, game này phải tập trung lại. Đây có mắt tím ấy, bay qua luôn thì còn Pantheon không kịp. Giờ chỉ có đi lẻ thôi anh em ơi. Mấy thầy hơi khỏe, đánh nhau hơi khó. Con bát thì nhìn nó hơi khó. Đi bắt thằng Lucian các thứ rồi được, bắt thằng Lucian thằng Gnar được. Ai sợ? Thấy lực rồi đấy nha. Ken thấy lực rồi đó nha. thả sứ giả ra trước anh em ơi. Tại sao? Thế mình cũng không làm gì nhiều anh em ạ. Các bạn là pha đấy team mình làm cũng hay mà, team nó con Lilia ngủ có thằng Gragas à. Nên là thắng khá là dễ. Tại sao? Ây à, tôi kêu nó ngáo hả, không có tôi chết luôn. Mà không sao, team mình ăn được Baron đấy. That's it, ấy đây. Rồi. Ui giời ơi. Good. Very good. Đồng hồ nó đấy. Đồng hồ nó đấy, đó mày đồng hồ đấy, đồng hồ đấy. Nhanh còn. Đồng hồ nó đây. À đây làm to thế. Ừ, con Gnar nó hoán đồ thì nó ra rồng thì nó hết dần. À hết đấy rồi. Ui da, Gnar núp anh em ơi, nó chơi Khánh rồi. Không sao anh em, dòng này xin ra ăn mà kiểu gì mình cũng biết là team ăn đi. Mình nói rồi, kiểu gì mình cũng biết là team mình ăn nha, mình cố tình mình chết vậy thôi. Ok chưa? Mấy cái này nó mặc pro hết được mà, nó tính toán hết được mà. Mấy cái này mình chơi game mình tính toán nhiều bước ấy chứ đâu tính toán một bước làm cái gì. Nhiều bước lên, anh em chơi game mình tính toán nhiều bước lên. Tiên tri cái gì? Cái này người ta gọi là tính toán không ai gọi là tiên tri đó. Chà, chết mẹ rồi. Tính chưa? Anh em thấy tính chưa? Mình tính cả đường mình ăn con Gnar này mà. Hạt lăn lóc đấy, sao mình không tính nhở? À, cuộc đời của một pháp sư như mình mà mình không tính được cái hạt lăn lóc đấy ta. Ác kìa chứ. Cái hạt lăn lóc này nó nằm ngoài tính toán của mình anh em ạ. Công nhận thằng này nó có một nước đi nó khá là đỉnh. Nó khá là đỉnh, nó tính nó ngoài sự tính toán của mình. Có lẽ mình nên tính toán kỹ hơn vào những lần sau. Cuộc đời tiên tri của tôi để những pha ẩu này nó hủy hoại danh dự của tôi. Đó, team bạn ăn Baron. Anh em đừng nghĩ là tôi đi lang quang. Trong quãng thời gian tôi di chuyển đấy là tôi tính những cái biến số mà tôi có thể tạo ra. Ok chưa? Trong quãng thời gian tôi di chuyển ngoài hang Baron đấy, không phải là tôi dạng háng chờ team gánh. Là tôi đã tính toán được những cái biến số mà team tôi có thể tạo ra. Và đấy là cách tốt nhất để team dẫn đến chiến thắng. Đó là tôi phải đi lang quang ở ngoài. Tại sao không end game nhở? Team đang làm cái gì đấy mấy bạn ơi? Dùng đòn lính mà end game ấy chứ. Ăn nhà lính mít làm gì? Không tác dụng. Buồn cười thật. Nhiều anh em buồn cười thật. Mình tính mà, mình tính rồi. Mình lao vào đi. Mình lao vào trong 20 lần thì con Gnar sẽ lao vào. Và mình trong cái đầu mình tính là con Gnar sẽ rờ 5 thằng là thua combat đấy. Thế là mình ở ngoài mình rú con Gnar nó rờ mình. Đấy. Đấy là một thằng Samlin sẽ nói như thế. Còn tôi không. Tôi nhìn nhận sự thật. Team gánh tôi. Cảm ơn anh em cho một vinh danh. Thank you.